Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Xa Hàn, và ngày nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào đây, chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây. Vừa qua thì có một cuộc khảo sát với chủ đề bạn muốn xem thần tượng nữ nào trên các chương trình thực tế. Thời gian diễn ra khảo sát từ mùng 9 tháng 6 đến 16 tháng 6. Cuộc bình chọn thu hút hơn 50.000 người tham gia và có 111 thần tượng fan có thể bỏ phiếu. Kết quả chung cuộc cho thấy sức ảnh hưởng của Blackpink hiện nay thực sự đáng gờm. Jisoo dẫn đầu và các thành viên còn lại cũng giữ thứ hạng cao. Thứ nhất, Jisoo. Dẫn đầu cuộc bình chọn này là Jisoo của Blackpink, nữ idol nhận về 27.170 phiếu bầu, tức là khoảng 50,6% tổng số phiếu bầu. Chỉ cả Blackpink khiến nhiều người kinh ngạc vì mức độ nổi tiếng tại Hàn Quốc cũng như sự yêu mến K-net dành cho cô. Jisoo từng xuất hiện trong nhiều chương trình thực tế cùng Blackpink như Running Man và Crying Razor. Nữ diễn viên Snow Rock còn cùng Rosé tham gia Amazing Saturday. Cô nàng luôn thể hiện khía cạnh mới, gần gũi và đáng yêu ở loạt game show này. Thứ hai, Lisa. Lisa giữ vị trí thứ hai, thu về 24.259 phiếu bầu. Thần tượng Thái Lan đã nhận được xấp xỉ 45,2% tổng số phiếu bầu. Như vậy thì lượng fan của em út Blackpink không hề thua kém các chị trong nhóm. Thứ ba, Jennie. Jennie cũng được đề cập đến trong cuộc khảo sát này và giành vị trí thứ ba, có 20.922 phiếu bầu dành cho giọng ca solo, khoảng 38,9% tổng số phiếu bầu. Trước đây khi xuất hiện trong chương trình thực tế Running Man, Jennie đã để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ. Tính cách đáng yêu và hình ảnh đầy chân thật của cô luôn là điểm thu hút rating cho chương trình. Thứ tư, Rosé. Với 20.174 phiếu bầu, Rosé xếp hạng 4. Gần đây thì Rosé tham gia Crying Brother và mang lại nhiều câu chuyện thú vị cho người hâm mộ. Khác với hình tượng girl scout trên sân khấu, giọng ca chính Blackpink được nhận xét là cô gái ngơ ngơ và đáng yêu. Thứ năm, IU. Vốn được mệnh danh là em gái quốc dân, netizen không quá bất ngờ khi IU xuất hiện trong cuộc khảo sát và giành được thứ hạng 5. Nữ thần tượng có lượng fan đông đảo. Mỗi khi tham gia chương trình, IU đều được các khách mời khác yêu mến và nhận nhiều lời khen từ người xem vì cách ứng xử. Thứ 6, Irene của Red Velvet. Mặc dù vướng phải scandal về thái độ nhưng Irene vẫn là ngôi sao nữ có danh tiếng cao hiện nay. Người hâm mộ sẵn sàng yêu thương và mong chờ sự trở lại của cô trong thời gian tới. Khi Red Velvet comeback thì việc Irene xuất hiện trong chương trình thực tế có thể giúp cô phần nào lấy lại được thiện cảm với netizen. Thứ 7, Chewy của Twice. Là một trong những vị rùa đình đám Gen 3 hiện nay, sức hút của Chewy là điều không thể phủ nhận. Em út của Twice luôn nhận về những lời khen vì vừa đẹp người lại có nhân cách tốt. Thứ 8, Naeyeon của Twice. Naeyeon cũng là thành viên có độ nổi tiếng cao trong Twice. Cô nàng được đánh giá là có giọng hát ổn nên được lòng số đông khán giả. Xuất hiện nhiều hơn ở chương trình thực tế cũng là cách giúp cho nữ idol đến gần hơn với công chúng. Thứ 9, Yuna của SNSD. Dù là thần tượng thuộc thế hệ Gen 2 nhưng Yuna vẫn giữ được độ nổi tiếng đến thời điểm hiện tại. Hoạt động solo của Yuna thành công vang dội nhờ sự yêu thương từ đông đảo người hâm mộ. Thứ 10, Yuki của Jidu. Yuki có lượng fan ổn định ở Hàn Quốc lẫn Trung Quốc, chính vì vậy việc nữ idol xuất hiện trong danh sách này với thứ hạng 10 không phải là điều khó hiểu. Qua cuộc khảo sát thì netizen lại thấy được tầm ảnh hưởng của Blackpink hiện nay, các cô gái được fan mong muốn tham gia nhiều chương trình thực tế hơn, song việc YG có lắng nghe những nguyện vọng này và đáp ứng hay không là điều khá xa vời. Chúng mình là Tốt Xa Hàn và bạn đừng quên like, share cũng subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!